Xin kính chào quý vị và con. Hôm nay đây Hà Bình Ngon đứng chờ xe khách ở quốc lộ 32, gửi túi bao trái cho khách hàng ở Bắc Giang. Đây là khách hàng ở Tân Yên, Bắc Giang. Một bao to như thế này là 5.000 túi bao trái. Thời điểm này đã trở nên nắng rất là gắt nên bà con sớm mua túi bao trái về để bao phòng cháy quả, cũng như ruồi vàng trích hút quả bưởi, làm ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất của bưởi. Đồng thời sắp tới là đến thứ hai, thứ ba tuần sau, thời tiết sẽ chuyển mưa, thì bà con tranh thủ mua phân cani về trước để bà con đợi tạnh mưa xong thì bà con bón cani đợt 1 vào tháng 4 âm lịch này cho bưởi. Mọi thông tin chi tiết bà con cần liên hệ với Hà Bình Ngon qua số máy 0968129996 hoặc vào trực tiếp Facebook, Zalo bằng số máy 0968129996 để được tư vấn hướng dẫn. Bà con có thể đăng ký kênh YouTube của Hà Bưởi Ngon để theo dõi thường xuyên và áp dụng kỹ thuật kịp thời vụ